Những người thực hiện chuyên mục Nhan Đất Học xin kính chào quý vị khán giả. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, năm học mới sẽ bắt đầu. Khi tiếng trống khai giảng ngân vang khắp mọi miền, thì quanh ta vẫn còn những hành trình tới trường đầy vất vả, gian nan. Vâng, chúng tôi đang nói tới hoàn cảnh của biết bao thầy cô, học sinh vùng cao xứ Nghệ. Và đó cũng sẽ là chủ đề của câu chuyện giáo dục ngày hôm nay. Trước hết thì thường lệ sẽ là bản tin giáo dục với những tin tức đáng chú ý trong thời gian qua. Ngành giáo dục đào tạo Nghệ An kết thúc năm học 2018-2019 với thành tích nổi bật là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 học sinh đạt huy chương Olympic khu vực và quốc tế, 90 học sinh giỏi quốc gia. Năm nay, Nghệ An tiếp tục là tỉnh top đầu cả nước về số lượng học sinh đậu đại học điểm cao. Công tác định hướng, phân luồng nghề nghiệp cho học sinh được thực hiện có hiệu quả. Năm 2019, ngành giáo dục đã hoàn thành kế hoạch phát triển giáo dục, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm 16 trường công lập, giảm 32 điểm lẻ. Trong năm học tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương quan tâm vấn đề cơ sở vật chất, có giải pháp đảm bảo đủ giáo viên dạy 2 buổi một ngày ở tiểu học, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo để triển khai chương trình phổ thông tổng thể và thay sách giáo khoa, triển khai xây dựng 14 trường trung học trọng điểm chất lượng cao. Đây cũng là thời điểm chuẩn bị bắt đầu năm học mới. Tỉnh lưu ý ngành giáo dục và các địa phương quan tâm theo dõi, giám sát vấn đề thu, chi đầu năm học, kiên quyết chấm dứt tình trạng lạm thu, thu hộ, mua hộ trong các nhà trường, nói không với bạo lực học đường và vi phạm đạo đức nhà giáo. Năm học 2019, cả nước có hơn 887.000 thí sinh dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Số đăng ký thi để xét tuyển đại học là 653.200 em, tổng chỉ tiêu xét tuyển đại học là 489.630. Trong đó có 341.840 thí sinh xét bằng điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia, còn lại bằng các phương thức khác. Sáng ngày 9 tháng 8, hầu hết các trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn. Trong khi các trường đại học top đầu lấy điểm chuẩn từ 24 đến 28 điểm trên cả 3 môn, thì các trường ở địa phương phổ biến lấy từ 13 đến 15 điểm. Hiện tại, thí sinh đã có thể tra cứu điểm chuẩn các trường đại học trên mạng Internet. Theo kế hoạch tuyển sinh, sau khi các trường công bố điểm chuẩn đợt 1, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 15 tháng 8. Nếu chưa đủ chỉ tiêu, các trường xét tuyển bổ sung vào ngày 28 tháng 8. Không chỉ đơn thuần là một giải thi đấu thể thao, cúp quần vợt NTV còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi trở thành cầu nối những tấm lòng đến với các mái trường vùng sâu vùng xa. Qua 6 năm triển khai, thông qua giải và cuộc vận động tiếp sức đến trường, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ tổng số tiền và hiện vật gần 22 tỷ đồng để giúp các em học sinh nghèo, học sinh vùng cao có thêm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, xây nhà bán trú, trường học. Giải quần vợt NTV gắn với cuộc vận động tiếp sức đến trường lần thứ 7 năm 2019 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 với sự tham gia của khoảng 250 tay vợt đến từ các câu lạc bộ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Đặc biệt, đến thời điểm này, ban tổ chức cũng đã nhận được số tiền các đơn vị đăng ký ủng hộ chương trình tiếp sức đến trường năm 2019, hơn 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền và các phần quà từ chương trình sẽ được chuyển đến các mái trường vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trước ngày khai giảng năm học mới. Bằng những nghĩa cử nhân ái, bằng sự chung tay góp sức của toàn thể cộng đồng, những năm qua, điều kiện dạy học của các thầy cô giáo và học sinh miền núi Nghệ An đã có những khởi sắc đáng kể. Tuy nhiên, câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể sau đây đáng để chúng ta đồng lòng tiếp tục hành trình tiếp sức đến trường cho thầy trò vùng cao. Con đường từ trung tâm xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào bản Nhọt Kho chỉ chưa đến 10 km. Nhưng chặng hành trình này được tính bằng giờ đồng hồ. Đấy là khoảng thời gian mà các thầy cô giáo cắm bản đo được vào những ngày trời nắng. Trời mưa chỉ còn cách đẩy xe máy hoặc đi bộ giữa trập trùng những đèo dốc trơn trượt và có khi đến nửa ngày trời mới vào được tới bản. Thật may cho chúng tôi, khi vào tới điểm trường Nhọt Kho thì trời mới bắt đầu đổ một cơn mưa lớn. Đây là nơi ở của ba thầy cắm bản Nhọt Kho. Chúng tôi là dạy cả tuần luôn, cả ngày luôn.
không có buổi chiều nào chúng tôi rảnh cho nên không có thời gian quay về để là lấy lương thực thực phẩm. Em thường là chúng tôi mua cả khô, cả thịt hộp hoặc là trứng để đến cuối tuần. Còn lấy thức ăn tươi vì chúng tôi cũng có tủ lạnh cho nên là chúng tôi cũng không có thức ăn tươi thường xuyên được. Điều kiện ăn ở của các thầy cô giáo cắm bản đã vậy, cơ sở hạ tầng phục vụ dạy học lại còn khó khăn hơn. Dãy nhà gỗ này sau gần 20 năm hoạt động đã trở nên mục nát. Năm học mới này, để đảm bảo an toàn cho các cháu, các thầy sẽ dồn học sinh lại học ghép trong hai phòng học còn lại. Một phòng nằm trong tình trạng báo động nguy hiểm sẽ phải ngừng sử dụng. Một năm học mới sắp bắt đầu. Những ngày này, các giáo viên vùng cao đã trả phép, tựu trường. Các thầy cô giáo cắm bản vẫn đùa vui với nhau. Đây là thời gian vượt chướng ngại vật. Chướng ngại ấy là cơ sở hạ tầng đang xuống cấp hàng ngày sau mỗi mùa hè. Là những con đường gian nan tới bản. Là những sự nhọc nhằn trên mỗi hành trình vận động học sinh trở lại trường học. Vượt qua những khó khăn, trở ngại của những ngày đầu tựu trường, các thầy cô giáo sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình gieo chữ đầy gian nan. Ở những nơi mà chỉ có tận mắt chứng kiến thì người ta mới hình dung hết sự vất vả của nghề giáo. Họ vẫn thầm lặng, hàng ngày, hàng giờ, tất cả vì học sinh thân yêu. Đi vào trong đấy thì mình mới biết được có những nhiều con người sống ở trong đấy và vất vả thì mà họ cũng chịu đựng được. Thì rõ là mình cũng đừng còn sướng hơn nhiều cho nên là mình cứ tiếp tục đi. Hơn 40 điểm trường, nhà công vụ của thầy trò vùng cao thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu đang cần được xây dựng, sửa chữa. Hàng ngàn học sinh đang thiếu thốn sách vở, áo quần. Những đôi chân trần đến lớp, những sân chơi cho trẻ nhỏ lấm lem bùn đất và cả những ánh mắt hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Với thầy trò vùng cao, họ đang cần lắm những sẻ chia của cộng đồng. Cháu muốn làm một cái cặp đi học. Cháu muốn sách vở mới với cháu muốn quần áo đẹp. Tôi chỉ được rằng là các em được có một môi trường học tập sạch sẽ, đầy đủ đồ dùng học tập. Các em đến trường có trang phục sạch sẽ và mặc vào mùa đông. Vượt gần 300 cây số thì chúng tôi đã có mặt tại bản Hồi Giảng 1, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, nơi mà chương trình Nghệ An Đất Học muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một bông hoa học đường người dân tộc Mông. Mỗi khi Y Khù từ thành phố về, lũ trẻ ở bản Hồi Giảng 1 lại được chị, cô giáo dạy thêm dưới mái hiên nhà này. Sinh ra ở bản làng vùng cao huyện miền núi Kỳ Sơn, vừa Y Khù từng nhìn thấy những nhọc nhằn vất vả của người lớn, những nheo nhóc, đói rét của chúng bạn quê em. Bố mẹ Y Khù, những người nông dân người Mông tiến bộ đã động viên cô bé đến trường. Hăm hở với con chữ từ khi còn trên đất, 12 tuổi em đã vượt chặng đường rừng 20 cây số để ra phố huyện Kỳ Sơn theo học cấp 2. Mầm xanh ấy đã lớn lên với tinh thần vượt khó, siêng năng, chăm chỉ. Quyết tâm không thua kém bạn bè, em học tốt và thi đậu vào trường cấp 3 nội trú tỉnh. Ngày đầu mới nhập trường thì em ít nói, rụt rè và có phần rất là tự ti. Nhưng trong quá trình học tập và rèn luyện ở mái trường nội trú thì em đã trưởng thành lên rất là nhiều.
em chững chạc hơn, tự tin hơn và thân thiện với bạn bè hơn, cũng như là cởi mở hơn với thầy cô giáo. Cái điều mà đặc biệt nhất ở khi y khu đó là cái sự chăm chỉ trong học tập và nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng. 3 năm trọ học xa nhà, y khu giành thành tích liên tục là học sinh giỏi của trường nội trú, giải 3 tỉnh môn ngữ văn. Thành tích học tập của cô bé người Mông đã vươn ra khỏi phạm vi của cái nôi đào tạo học sinh vùng cao Nghệ An. Từ một cái cô bé nhút nhát, tự ti, em đã nhận được cái sự tín nhiệm rất cao của các bạn trong lớp, của thầy cô giáo. Và em là lớp trưởng của lớp 12C1, gương mẫu tích cực và rất là có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Vinh dự hơn, em còn được học lớp cảm tình của Đảng và được kết nạp vào Đảng vào ngày 26 tháng 6 năm 2019. Do đường xá xa xôi, lại là con nhà nghèo, y khù chỉ được về quê dịp Tết, những ngày hè. Tiếng là về với gia đình để nghỉ ngơi, nhưng thực chất là lúc em có thêm thời gian để đỡ đần bố mẹ. Hiểu được bố mẹ vì nuôi em ăn học mà vất vả, y khù nai lưng lên dãy, xuống nương, làm việc cồn cuột từ sáng đến tối. Bàn tay của nữ sinh 17 tuổi, chai sạn với những lao động cực nhọc trên dẻo cao. Gia sản của hộ gia đình người Mông là dãy rau, con bò. Bố mẹ cùng em chăm bẵm với hy vọng nhờ đó để đổi lấy cái chữ cho anh em. Đầu năm thì bắt đầu vào trường thì phải bám bò thôi, không bám bò thì không đi được vì nhiều tiền quá. Bố mẹ y khủ sinh được 6 người con. Cả 6 anh em lớn lên trong ngôi nhà gỗ đơn sơ này. Chị gái của em vì thương bố mẹ quá vất vả đã quyết định bỏ dở con đường học tập. Hiện tại anh trai của y khủ đang học đại học tại Hà Nội. Bởi thế nhà y khủ đã nghèo lại càng thêm phần khó khăn. Nhưng không vì thế mà em dừng bước. Tôi nghĩ rằng là em ở trong một cái hoàn cảnh như thế này mà em học và học tập và có được cái sự trưởng thành như thế quả là một cái điều rất là kỳ diệu. Những bữa cơm chan nước lã với rau rừng trong ngôi nhà nhỏ đã nuôi ý chí và nghị lực cô bé người Mông vừa y khủ. Với tài năng và quyết tâm của mình, em đã chinh phục được cổng trường Học viện Tòa án trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua. Với một số điểm đáng nể, 26,5 điểm cho 3 môn thi khối C. Một chặng đường phía trước đầy màu hồng và cũng không ít gian truân đang chờ em. Nhưng chúng tôi tin, y khủ đã và sẽ vượt qua tất cả. Y khu này chỉ được biết là sau cái kỳ thi trung học phổ thông vừa rồi thì em đã lựa chọn học viện tòa án là nơi để bước tiếp cái hành trình của mình. Vậy thì em có thể chia sẻ là vì sao em lại chọn cái mái trường này được không? Thì em thưa chị và mọi người, em lựa chọn học viện tòa án là nơi để tiếp tục cuộc hành trình tương lai của mình, bởi vì bản lĩnh của em thì còn rất là khó khăn và trình độ hiểu biết của mọi người thì cũng rất là hạn chế. Vì thế em mong sau này mình học và ra trường sẽ trở về giúp đỡ một phần nào đó cho ba con bản làng. Nhìn cái hoàn cảnh gia đình của em hiện tại ấy, thì chị nghĩ rằng là cái khoảng thời gian mà em đi học ở Hà Nội sẽ là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn với bố mẹ, gia đình em cũng như với bản thân em. Vậy thì em nghĩ là em sẽ làm cách nào để vượt qua cái hoàn cảnh này? Sau khi vào học thì em sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn và học tập tốt. Chi tiêu thì em sẽ chi tiêu một cách tiết kiệm và hợp lý. Ngoài ra thì ngoài giờ mà mình không học tập thì em sẽ cố gắng kiếm thêm việc làm để tăng thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống sinh viên của mình. Vậy thì nếu như có một cái ước mơ thì em sẽ ước mơ gì cho tương lai? Nếu như có một ước mơ thì em sẽ ước mơ là chặng đường đại học của em thì nó sẽ trôi đi một cách suôn sẻ, ít khó khăn gian khổ, và sau khi học xong thì em rất mong muốn mình sẽ tìm được một việc làm như là mình mong muốn. Con đường phía trước sẽ còn rất là nhiều khó khăn và thử thách, và chị hy vọng rằng bằng cái tinh thần và nghị lực vượt khó của mình thì em sẽ đạt được những cái thành công trong tương lai. Dạ, em chân thành cảm ơn lời chúc của chị, và em sau này em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và của các thầy các cô.
Câu chuyện về em vừa y khu bông hoa của núi rừng Kỳ Sơn cũng đã khép lại cho một Nghệ An Đất Học kỳ này. Chương trình sẽ được phát lại trên website truyenhinhnghean.vn, fanpage Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.